em đi bán vé số nhiều khi không có về nhà nữa, em ngủ buồn ngủ bụi ngủ bụi hả? Dạ. Nhưng mà nó chủ mà nó là nó ăn tiền bám gái, ai cũng có tiền, nó sáp vô ăn hết tiền đá hết ta đi. Trời ơi. Giờ em nghĩ tới cái lúc mà nó quýnh em hận lắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại An Giang và đồng hành với Bùi Hồ hôm nay thì có anh Nguyễn. Thì đây là một cái cô gái hot girl, coi như là bị một kẻ không có lương tâm á đã lừa cô gái này và cô gái này có bầu. Và sau đó thì sinh một em bé rất là cáo kỉnh. Hoàn cảnh của em thì hiện nay rất là khó khăn, em không có thể về nhà và cuộc sống của em với lại cuộc sống của em gái hot girl này với người con của mình trong một cái căn trọ của bác quý anh chị. Hôm nay đến đây tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh của em, cũng như là thay mặt Mạnh Thường Quân sẽ trợ duyên cho em một phần nào cho em bé, cũng như là em có cuộc sống tốt hơn. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây là một cái căn trọ khá là nhỏ và nóng luôn. Thì đây là nơi sinh sống của hai mẹ con. Ở phòng số mấy anh? Phòng số 5 đây đây ha. Trang ơi, Trang ơi, anh Nguyễn nè. Hoàn cảnh thì cũng khá là khó khăn. Mà sau khi được anh Nguyễn chia sẻ lên á, thì cũng có nhiều người quan tâm. Mạnh Thường Quân cũng đã quan tâm đến cái cuộc sống của em. Và thậm chí là có hài hước là thậm chí là có những người thăm muốn cưới em Trang làm vợ. Anh chào em. Anh là bạn của anh Nguyễn à, hôm nay đến thăm hoàn cảnh gia đình của mình, của hai mẹ con. Em tên Trang hả? À, ở đây có nóng lắm không Trang? Dạ, chưa, cũng mát. Vậy hả? Cho anh đeo cái mic vô để mình nói chuyện cho rõ hơn tí ha. Dạ. Ở Trang là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Em 23 tuổi. 23 tuổi. Dạ. Nhà mình thì ở đâu hả Trang ha? Dạ, em ở Vĩnh Long á. Em ở Vĩnh Long? Dạ. Ồ, vì sao mà em lên tới An Giang này em ở vậy? Dạ, em có cũng khó khăn rồi, có buồn chuyện gia đình nữa, rồi em buồn bỏ nhà đi. À, bỏ nhà đi bụi? Dạ. Dạ, không phải là bụi, em cũng muốn tìm một nơi nào đó rồi, hai mẹ con ở rồi, không ai biết đến. Dạ. À, con của em được mấy tháng rồi? Dạ, dạ được 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Dạ. Ồ, cáo kỉnh đi rồi ha. Dạ. Thì chồng đâu, ông xã đâu? Dạ, chồng bỏ rồi, dạ bỏ lúc em có bầu 2 tháng mấy rồi. Có bầu 2 tháng mấy là bỏ? Dạ. Là em với chồng em quen với nhau hay sao? Dạ, quen trên mạng. Quen trên mạng hả? Dạ. Ôi trời, là quen trên mạng xong chia sẻ cho anh và mọi người biết được không Trang? Dạ, tại quen trên mạng rồi lúc đầu quen thì cũng thấy anh được lắm. Dạ, rồi em không biết làm sao, rồi khúc sau này rồi hất mũi đập em này kia. Dạ, nó xử lý không có tốt. Quen được bao nhiêu năm? Dạ, được một năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Quê của người đó ở đâu? Dạ, bên Cần Thơ. Cần Thơ? Dạ. Anh đó làm cái công việc gì? Dạ, làm đầu bếp ấy. Đầu bếp dạ, hả? Dạ, lúc trước làm đầu bếp. Rồi phát hiện hiện em có bầu thì bỏ em luôn? Dạ, lúc em có bầu 2 tháng mấy rồi quýnh đập em rồi cấm sừng em, rồi như là quen người khác á, đi ra ngoài quen người khác rồi em bị bắt gặp á. Em bắt gặp rồi về hỏi nó rồi cái nó quạo lên nó quýnh em. Dạ, nó quýnh em hết ha. Lúc đó em có bầu 2 tháng mấy là quýnh em hết 2 lần. Lúc có bầu là đánh luôn? Dạ, có bầu là quýnh. Rồi hiện nay em với lại cái người đó còn liên lạc nhau không? Dạ không, giờ lúc đó em nó bỏ em xong em về nhà rồi tới giờ không có liên lạc.
Em về nhà của em. Dạ. Em về nhà của em thì nhà của em có phát hiện rằng em có mang không? Dạ biết. Về nhà em kêu em bỏ đi, kêu khóa bỏ đi, đừng để. Mà trong khi đó là trong mình em không có tiền nữa. Vậy đó 200 ngàn cũng không có nữa. Rồi cho nên để tới giờ luôn rồi đi bán vé số. Bán số kiếm tiền xăng đẻ. Dạ. Vì lúc 2 tháng mấy thì mẹ gia đình em kêu bỏ thì lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Dạ lúc đó em cũng bỏ lắm nhưng mà không có tiền á, trời trong túi em cũng không có tiền á. Rồi cái để luôn đi bán vé số vậy đó. Rồi kiếm tiền xanh. Lúc mà em bán vé số thì mỗi một ngày bao nhiêu tờ và làm sao đủ để có chi phí để em vô bệnh viện đem xanh em bé? Dạ một ngày em bán được 200 mấy vậy đó. Rồi em không có dám ăn uống cho em hà tiện để dành. Rồi em để dành được tới xanh rồi mới đủ tiền xanh, có tiền xanh. Chứ một mình tay em lo không à, chứ gia đình em, mẹ em cũng nghèo khổ nữa. Không có tiền mà cũng có giúp đỡ em được gì hết. Nhiều khi em còn đi bán số về còn cho bác ngược lại tiền, bác cho bác xài nữa. Trời. Dạ. Rồi thì cuối cùng là để dành, bán bao lâu và để dành được bao nhiêu tiền? Dạ từ lúc em sanh, từ lúc em có bầu 2 tháng mấy rồi em đi bán số để dành tới gần sanh luôn. Rồi mới nghỉ đi bán. Còn có 10 mấy ngày nữa sanh rồi em nghỉ. Là lúc đó là được bao nhiêu tiền? Dạ cũng được 10 mấy triệu á. Không ăn uống gì hết đúng không? Dạ, để dành, toàn để dành. Ai cũng nói em nhỏ tiết kiệm tiền, như là ăn uống không dám mua ăn. Người bạn trai đó là không có liên lạc với em lần. Dạ. Có biết em hiện nay đã sanh em bé không? Dạ cũng như là đợt trước á, nhỏ em á, nhà em nó điện hỏi sinh quá trời sinh, hỏi em muốn gặp cháu gì đó, muốn nhìn cháu đó, rồi cái gửi cho coi, em cũng biết nó có thấy không. Giờ em nhắc cái đâu em hẳn cái lúc ngày xưa nó quấn em. Quấn như thế nào hai Trang? Dạ nó quấn em á, nó quấn em bầm dập mẩy chứ, quấn chảy máu ô tai nữa. Rồi nó quấn em xỉu, rồi nó lôi cổ tắm, rồi nó tạt nước cho em tỉnh, rồi nó quấn em tiếp. Trời. Em quen bạn em thì được 1 năm mấy, lúc đó em khoảng 20 mấy tuổi. Dạ. Em lúc đó em được 21 tuổi mấy rồi. Dạ. Là trước giờ em có quen ai không hay là chỉ mới quen anh đó qua bạn thôi? Dạ. Lúc đó cũng có người trước cũng quen, cũng có quen mà quen ngoài đời, không có quen trên mạng. Dạ. Rồi bây giờ thì em với lại con của mình á, vì sao mà biết được cái chỗ này mà lại ở chỗ này? Hai mẹ con em đi đầu này đầu kia sống gì đó, rồi bữa đi ở ngoài Long Xuyên á, rồi gặp cái anh chủ trọ, rồi anh hỏi đó, rồi em nói hoàn cảnh em vậy đó, rồi anh cùng em về đây ông cho ở nhà trọ, rồi son nồi chén bát rồi ảnh cho hết. À có nghĩa là sau khi sanh được bao lâu thì em mới ẵm con của mình đi lang thang? Dạ em cũng mới đi được có mấy ngày à. Có nghĩa là bao lâu thì em mới xuất viện? Dạ sanh cũng được 3 ngày xuất viện xong rồi em ở nhà em ở đủ tháng á, rồi con em được 2 tháng mấy rồi bắt đầu em đi bán vé số. Dạ. Bán vé số được có mấy ngày rồi cái nghỉ, rồi cái em bán số được mấy ngày em buồn mẹ em á, rồi em mới bồng con đi. Đối với em là một người con gái 23-24 tuổi, một cái tuổi mới là, coi như là gần như là tuổi đẹp nhất của người con gái, thì em gặp phải một cái tên gọi là vũ phu á, thì đối như vậy thì hiện nay thì em lại chăm con một mình đó, thì nó có khó khăn dữ không? Cũng khó mà nhờ con mình phải lo, phải tự mình chăm, em cũng phải bỏ con. Bé trai hay bé gái? Dạ bé trai. Được 3 kg. Bao nhiêu ký? Dạ 3 kg 4. 3 kg 4. Nhìn cáo cảnh hơn Nguyễn hơn. Thì hiện nay thì ở trong cái căn trọ này thì tiền trọ đồ ăn uống đồ như thế nào ha Trang? Dạ cũng như mấy bữa nay cũng có mấy cô chú giúp đỡ anh Nguyễn Giang
quay cũng có quay cũng cô chú cũng có giúp đỡ cho được chút đỉnh tiền như đó dạ, rồi đủ mua nó ăn này kia. Rồi chú trọ thì kêu em thì ở đây đi, khỏi đóng tiền nhà trọ, ổng cho ở không. Nhưng mà thì em ý em thì em tính bán số, đợi bán số rồi em có tiền ổng đóng tiền nhà trọ cho chú trọ, chứ mình ở không hoài vậy cũng thấy kỳ. Rồi ăn uống thì sinh hoạt thì tiền bạc mà có đủ để mua sữa rồi cho em bé uống không? Anh thấy em bé có uống sữa ở đây nữa nè. Dạ có. Đủ không? Dạ cũng nhờ muốn anh chú trọ mua cho được 2 hộp sữa. Rồi ăn uống thì em mua đồ ăn thì em gửi mấy cô ở đây nè, đi hàng xóm á, cái bên đi chợ rồi em gửi mấy cô mua giùm em. Em nấu ăn hay là ăn cơm tiệm? Dạ em tự em nấu. À dạ. Mỗi ngày thì chi phí là bao nhiêu tiền hả Trang? Dạ ngày cũng 70-80 vậy đó, 50-60. Nhiều khi cũng có mua đồ ăn rẻ, thì mua cá mắm thì nó rẻ tiền hơn, còn mua thịt thì nó mắc tiền hơn. Còn gạo? Gạo thì hôm bữa có ở khóm gì đó xả gì đó, đem vô cho em được 10 kg gạo. Rồi với cái phòng cái bên hôm bữa dọn đi á, người ta đi rồi người ta còn gạo người ta cho anh. Em ở gia đình thì em có mấy anh chị em? Em năm. Năm anh chị em? Dạ. Ba mẹ? Dạ. Em rồi em thứ ba, em còn chị thứ hai nữa. Rồi ở sau em còn 3 đứa em nữa. À, còn một chị thứ hai? Dạ. Có gia đình chưa? Dạ có rồi. Là em là thứ mấy? Dạ em thứ ba. Em thứ ba? Dạ. Vậy em sống như thế này đây, thì mẹ mình có, các em mình có biết mình đang ở đây không? Dạ không. Không, có điện thoại cho em, có điện thoại về cho gia đình không? Dạ chưa, cho em chừng nào em ổn đi rồi hết giận, nào em hết giận mẹ em điện cho mẹ em hay. Em giận mẹ em vì cái chuyện của em hay là vì chuyện gia đình? Dạ, chuyện của em. Dạ. Sống ở đây một mình, một người phụ nữ, một con người con gái rất là trẻ, thì sống với con mình ở đây em có sợ không? Em có sợ. Cái nỗi sợ lớn nhất của em là gì? Bé bé nó dễ không Trang? Dạ bé cũng dễ. Ủa sao mà em cứ cho không có sữa hả? Dạ có, nó nãy nó mới bú rồi anh, cái này nó bú chơi á. Là bé là chỉ bú sữa ngoài thôi hay là có dạ. Sữa mẹ nữa? Dạ, em bú 1 tháng mấy là mất sữa rồi. Rồi giờ nó bú sữa bình không? À, dạ. Anh nói thật như thế đây nè. Đối với những người lập gia đình đó, thì cái việc chăm sóc con phải có ông bà hoặc là có những người đi trước họ chỉ cho mình. Dạ. Để mình biết mình chăm sóc em bé cũng như là mình chăm sóc cho mình. Thì em lại đang đơn thân một mình đó, thì không có hướng dẫn thì nó khó khăn dữ không? Dạ, cũng hơi khó vậy. Dạ. Dạ. Ở trong cái cuộc sống của em là mong ước lớn nhất là gì đây? Em mong con em mạnh khỏe. Hả? Em mong ước cho con em khỏe mạnh, mau lớn. Lớn lên một tí à? Lớn lên tí. Dạ, em mong ước cho con em khỏe mạnh, nó mau lớn. À. Anh thấy em rất là xinh gái, có thể gọi là hot girl. Thì ngày xưa làm sao mà em lại quen, tin tưởng một người xa lạ mà quen nhau qua bạn như vậy? Dạ, lúc đó em cũng mới biết quen, cũng như là em ra ngoài đường em cũng biết, em đó em cũng còn nhỏ, em cũng hiểu chuyện á. Rồi ví dụ em thì em cũng nghe lời. Dạ. Anh đó nói như thế nào? Nó lo cho em này kia rồi lo lắng với em rồi kêu em yên tâm đi đừng có sợ gì. Rồi xong nói kêu đi theo nó lên chở rủ đi rủ đi hai đứa lên Đồng Nai làm xong rồi lên chở rồi nó quýnh em rồi nó không có chịu đi làm, toàn hơn em đi làm không rồi. Làm xong rồi nó lãnh lương của em, lấy tiền của em nó xài. Có nhậu nhẹt gì không? Dạ có, nó nhậu giống như nhậu rượu viện, sáng chiều bữa nào nó cũng nhậu chứ. Dạ. Rồi lúc đó em biết thì tại sao em cứ tiếp tục quen mà em không bỏ sớm đi?
Dạ em cũng có bỏ mấy lần rồi. Rồi nó năn nỉ với em. Nó năn nỉ em về đi. Năn nỉ em về đi rồi nó không muốn đánh đập em nữa, đối xử với em tốt. Rồi cái em mình bạn gái mình cũng mềm lòng. Nó năn nỉ cũng khóc lóc vậy đó. Rồi em cũng quay về. Quay về em mới được có 2 ngày nó quýnh em tiếp. Dạ làm gì hoài em cũng có đi cũng mấy lần rồi. Nó cũng năn nỉ về hết mấy lần rồi. Mà anh chia sẻ một vấn đề tới vậy tí xíu ha. Thì em biết bạn trai mình như vậy đó, thì em không có ngừa để mà đừng cho đừng có mang thai hay sao, hay là em không biết cách? Dạ em không biết cách. Em không biết cách hả? Dạ. Thì từ ngày phát hiện là bỏ em luôn. Dạ. Bỏ em thì nó tại cái chị ở đâu á, mới ở bên nước ngoài về á. Rồi cái chị đó giàu có tiền, rồi cái sáp vô quen với chị luôn, rồi kiếm chuyện với em, đánh đập em, rồi cứ kiếm chuyện đuổi em đi. À, lúc đó ở trên Đồng Nai. Dạ. Thì em sau đó đuổi em đi, em mới đi luôn. Dạ, rồi bởi vì em cũng thấy nó cũng có quen rồi, cũng ăn nhậu rồi đi ăn chung, rồi chụp hình ngủ chung á. Dạ. Dạ, rồi em chịu không nổi, em mới bỏ về luôn, sẵn rồi cũng đuổi em cũng đi về luôn. Em ngày xưa thì em học hết lớp 12 không Trang? Em dốt, em không có học. Em không có học hả? Dạ không, em nói em học mới có lớp 1, em nghỉ rồi. Rồi làm sao mà em biết chữ mà em quen qua bạn? Dạ em biết. Dạ thường xuyên cũng hồi xưa cũng chơi điện thoại thường em cũng biết. Nhắn tin rồi được không? Dạ nhắn tin cũng được nhưng mà nhắn sai chính tả chứ. Dạ hả? Dạ. Em quen trên mạng được bao nhiêu năm mà em mới chấp nhận gặp mặt cái người đó? Mới có tháng mấy à. Tháng mấy hả? Dạ. Anh nó có dắt về nhà của người đó không? Dạ có. Khó lắm hả? Dạ có. Lúc em mới sang đường này nè, mới được tháng mấy à. Điện hỏi ông nội, hỏi có muốn nhìn cháu không? Chụp hình cỡ qua cho nhìn, ông nói ổng không quen biết gì hết trơn á. Ô trời. Dạ, cũng như là ổng không muốn nhận. Ổng không thừa nhận hả? Dạ không. Tại vì ổng biết con ổng là như là không có một mình, mà cũng phải quen một mình em là cũng quen biết bao nhiêu người rồi. Mà cũng làm cho người ta có con cũng hết 2 đứa rồi. Vậy tên thì gọi là tên Sở Khanh Đào Hoa. Gọi là Sở Khanh đó, Sở Khanh là đúng hơn. Dạ, nó khi đó là nó quen hết quen hết, nó có hết 5 đời vợ, em nó là 6. Cái gì? Dạ, 5 có... đời vợ hả? Dạ, em nó là 6. Mà trong khi đó có 2 đứa có con với nó, em nó đứa thứ 3. Cái gì? Khủng khiếp vậy. Lúc mà em quen thì em biết người này có 5 đời vợ không? Dạ không, khúc sau này em mới biết. Dạ. Em khúc sau này gia đình rồi bà con xóm nó cũng nói vậy đó. Mẫu của nó quen với đứa nào nó cũng quýnh con người ta muốn chết vậy. Mà anh này giàu không? Dạ, cũng ba nó cũng tự rồi, tự nó ăn quậy quá trời, em chơi quậy quá rồi, ba nó tự nó rồi. Trời dạ, ba ruột nó còn nói tao gặp mày đâu rồi tao quýnh mày ở đó. Khủng khiếp không? Em là so với sau khi sinh em bé thì so với trước đây em có ốm hơn nhiều không? Dạ, em ốm từ nhỏ lớn giờ. Dạ hả? Dạ, hồi nhỏ em ốm. Hồi nhỏ mẹ em có bầu em rồi không có ăn, bị suy dưỡng. Rồi xanh nhóm nhóm nhất là xương với da cũng như bà già vậy. Rồi người này người kia nói mẹ em là nó sợ nhỏ này sợ nuôi không nổi nữa. Em bây giờ là bao nhiêu ký? Dạ có 45 ký rồi. 45 ký. Em có cái tấm hình ngày xưa mà lúc em chưa có sanh không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi lúc mà em bé khóc quá như em làm sẽ làm như thế nào? Dạ bọc lên vỗ đi đồng vòng con chủ á. Dạ. Khao cảnh có mặt đẹp trai quá à. Ở đây ở trọ thì nóng dữ không em? Dạ không, cũng nóng vậy. Dạ. Dạ mát. Anh có nghe anh Nguyễn nói là sau khi quay clip của em lên thì có mọi người nói là mọi người muốn lo lắng cho mẹ con em rồi cưới em luôn hả Trang? Dạ. Dạ. Rồi lúc đó em nói sao? Em nói em
vợ em cũng từ chối rồi. Em cũng giờ cũng có con nhỏ, em con chú trái cũng thông cảm, như là em vợ em chú muốn có sức khỏe, đi bán vé số nuôi con. Giờ con còn nhỏ em cũng muốn bước thêm bước nữa, giờ trong đầu em giờ còn ám ảnh, sợ đúng không? Thì bây giờ để cho con lớn đi rồi tính sao, đúng không? Dạ. Ngoài bán vé số ra thì em có suy nghĩ được mình làm cái công việc nào khác không? Dạ. Bây giờ tại em cũng muốn đi làm mà tại giờ con còn nhỏ quá à. Giờ gửi cũng không... Tao không có nhận. Dạ. Thôi đến đi con. Cô bác của anh chị có thể nghĩ là một người con gái chỉ mới tuổi đôi mươi thôi, mới lớn lên mà bị một tên Sở Khanh dụ rồi đến có con rồi bỏ rồi dắt ra những hai mẹ con phải lang thang đầu đường xó chợ, thậm chí là con bán số để mà để dành tiền mình sanh con luôn, thì thấy cái tình thương nó đến cỡ nào. Mà đặc biệt là Trang là một cái cô gái rất là đẹp gái, anh Nguyễn thấy như thế nào? Cô bác của chị biết là Trang là gọi là hot girl là đúng đó. Rất là đẹp, cao, anh Nguyễn nó cao một mét mấy được hả? Mét sáu sáu hả Trang? À, mét sáu sáu. À, lúc trước thì em lên làm công ty là em làm cái công việc gì? À, lúc trước em hồi nhỏ em đi bán, nhỏ em thì lúc đó em còn nhỏ thì em đi phụ ba mẹ, đi làm dây chai, đi bán vé số, đi kiếm tiền về phụ ba mẹ nuôi em út. Ở sao kể hồi em khóc? Anh cứ nói cái lúc mà có một mình em mà nuôi một đứa nhỏ vậy. Nói sao em nhiều em thấy tủi thân. Có một mình em không ai giúp đỡ em được gì hết. Mà em hồi nhỏ lớn giờ cũng thiếu tình thương nữa. Thiếu tình thương của ba mẹ hay sao? Dạ. Tại vì mẹ, ba mẹ thì có em con nhiều, con đông quá rồi. Như đứa thương, đứa ghét vậy đó. Mẹ không có thương em hả? Dạ cũng thương mà cũng như là... như không được quan tâm nhiều. Rồi đó em đi bán vé số nhiều khi không có về nhà nữa. Đi ngủ buồn ngủ bụi. Ngủ bụi hả? Dạ. Tại vì đó em đi bán vé số rồi nhiều khi bán ế rồi không có tiền về nhà, không có dám về. Lúc đó em bán là bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 9 tuổi hay 10 tuổi vậy đó. Nếu bán người ngủ ở ngoài đường vậy đó, không có dám về nhà. Về sợ bị sợ mẹ la. Lúc đó cứ nghe nhà cửa mình nghe làm sao? Thì ở lúc đó, dạ lúc đó là ở ghe không mà không có nhà, ở ghe ba mẹ đi đầu này đầu kia sống vậy. Thì sau khi lớn lên tí nữa em làm gì? Lớn lên tí nữa thì em xin việc làm, em coi người ta quán cơm á, rửa chén rồi bưng cơm này kia em phụ người ta làm. Tại sao này đủ tuổi mà làm gì? Dạ em đủ tuổi em đi vô công ty em làm. Làm mà phải gặp được người này. Dạ. Bán số con trai thật khổ. 9 tuổi thì đã bán số để giúp cho mẹ, giúp nuôi em. Dạ. Tại sao khi lớn hơn tí nữa thì đi phụ quán để rửa chén rửa bát. Đủ tuổi thì đi làm công nhân. Mới sinh ra con như thế này để những bé nói chung là không thiếu kinh nghiệm, nó chưa có kinh nghiệm. Đúng rồi. Kinh nghiệm chăm con nó quan trọng lắm nha. Từ cái sự việc này đó rút ra kinh nghiệm như thế nào? Dạ, kinh nghiệm rồi. Có thể nói cho anh nghe đi. Cũng như mọi người có thể nghe. Lắng nghe câu chuyện của Cưng đó, sau này những người ta giống như Cưng có thể là có kinh nghiệm sống hơn, tốt hơn, tích cáp hơn. Không thể để mắc phải giống như Cưng khổ. Dạ. Chia sẻ tí đi cho Bùa Hồ nghe. Em đi có một cái ba lô đơn, chỉ có hàng đồ duy nhất thôi, chẳng có gì hết. Cũng được anh chị ở xóm trọ nè,
ta cũng cho bịt quần áo không à, thì thấy cũng đỡ, không có quạt. Ngày đầu tiên nó không có quạt, các bé này mồ hôi mồ kê, nói chung là ra ướt đậm cái sau gáy sau lưng nè, nổi sẩy đỏ, mình cảm giác mình thấy rất là tội. Thế gì cái mua cái quạt để cho cháu, mua cho cháu. Thì mọi thứ ở đây đó, thiếu thốn gì đó thì cũng mua cho bé Trang, nói chung là cũng tạm ổn về cái vật dụng. Dạ. Cái ngày đầu tiên đó bé Trang đâu có tiền để mà ăn những cái gì khô quẹt. Và thứ hai nữa là ăn những cái đơn giản lắm, khô quẹt để ăn thôi chứ chẳng có canh. Đó thì đến dần dần nó cũng được bà con ủng hộ tí đó, cũng mua kêu bé Trang nó mua thịt mua cá để mà ăn, nấu canh để mà ăn, để có sức khỏe, để đảm bảo, để mà chăm sóc cho cháu nó tốt hơn. Tội lắm. Thì vừa qua đó bà con nói chung là cũng xem được clip đó, thì cũng có được anh chị làm, cũng cưới Trang làm vợ cho con trai của họ. Và những anh đại gia cũng vậy, cũng hứa để mà lo, để mà chăm sóc cho Trang tới cuối đời. Thì điều đó thì tôn trọng ý kiến của ông Trang. Nhưng mà anh Nguyễn biết sao không? Em nhìn Trang như thế này nè, cái gương mặt thì rất là đẹp gái luôn, rất là xinh gái luôn á, chẳng khác nào là một con gái, nếu như mà ăn uống đầy đủ tròn trịa một tí xíu nữa ha, là gương mặt xinh lắm. Nhưng mà trên cái gương mặt xinh đó, lúc nào nó cũng có một cái nỗi buồn á, trầm tư, nó nằm ở bên trong cơ thể á, gọi là sống nội tâm á. Đúng rồi. Đó, thì Trang, em có cái khó khăn gì á, em có thể chia sẻ cho anh. Anh có thể chia sẻ cho em được phần nào, cũng như là chia sẻ cho Mạnh Thường Quân biết được cái sự khó khăn của em hiện tại và em cần cái gì. Để cho mọi người ở cộng đồng này á, thì hiện nay á, thì mọi người rất là yêu thương nhau, và đặc biệt á, là cộng đồng người Việt của mình trên khắp mọi miền đất nước á, luôn tìm cách giúp đỡ những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như là em. Thì em có thể nói hết cái nỗi lòng của mình nè, khó khăn hiện tại là gì, chăm con khó khăn như thế nào, và cần cái gì thì em có thể chia sẻ ra. Anh có thể hỗ trợ em, kết nối Mạnh Thường Quân và anh Nguyễn, hỗ trợ được em phần nào em hỗ trợ. Tại vì thấy bản thân một người con gái chưa có từng sanh nở lần nào, chưa có từng có kỹ năng nuôi nấng một cái người con như thế nào, không được sự chỉ dạy của, không được sự dìu dắt của ba mẹ. Lúc mà người ta thường nói cái câu là đàn ông mà đi biển có đôi, còn bà thì phụ nữ thì đi biển một côi một mình. Lúc mà sanh nở là không có một người thân bên cạnh, không có ba mẹ, không có những người mà thân yêu nhất bên cạnh, thì nó lại càng cô đơn hụt hẫng hơn. Thì em có thể chia sẻ cho mọi người biết được ha. Thì bây giờ em cũng muốn gì, em với ở đây chủ trọ cũng cho trọ ở rồi vậy đó anh, rồi cũng mẹ con em giờ cũng ổn định rồi. Dạ. Thì chi phí em có cần gì thêm không? Dạ, giờ em cũng tính là em cũng cho ở thêm vài ngày nữa, rồi cho con nhà em khỏe lại, rồi em bồng con em đi bán cái số, rồi để dành dụm tiền sau này để nuôi con. Thôi nhưng mà em bé nhỏ quá, đi bán cái số gì. Thì thôi bây giờ em thiếu đi cái tình thương đó, thì thôi cộng đồng cũng cố gắng hỗ trợ em ở nhà chăm sóc cho em bé khoảng 6-7 tháng tuổi, hay là một năm tuổi gì đó. Yeah. Thì hãy đi. Chứ bây giờ em thấy cái sức nắng ở miền Tây mình á, nắng nhiều em bé đi nổi sẩy nè, rồi thậm chí là mưa gió bụi nè, em đâu có lường hết mấy cái chuyện đó. Em bé khỏe thì mình mừng, lỡ em bé dính mưa cảm rồi đó rất là khó luôn. Dạ. Yeah. Dạ nói gì cũng đúng. Yeah. Ngoài cái mong ước là cho con em có một cái mau lớn thì em còn có mong ước gì nữa không? Em muốn thêm cái đi làm thì bao nhiêu số cái nhiều tiền đi dành dụm đi luôn sau này để cho con. Mong ước chẳng đơn giản, đi ra ngoài làm để kiếm tiền để nuôi con. Nhưng mà em nhắc là để phục ý chí của Trang nè, có nghĩa là không có, vẫn cần nhờ sự hỗ trợ của mọi người nhưng mà không có nói ra. Cái cuộc sống của Trang này, Trang tự trang trải, muốn tự lao động trên cái đôi bàn tay của mình để mà kiếm tiền hả Trang? Dạ. Mọi người cũng
cũng đi làm, cũng kiếm đồng tiền cũng cực khổ, cũng khó khăn. Bây giờ em cũng biết, em giờ em cũng ổn định rồi, rồi em tính vẫn đi bán vé số, em không muốn lấy tiền của Mạnh Thiên Quân hoài. Mạnh Thiên Quân, Mạnh Quân cũng đi làm, cũng kiếm tiền cũng cực khổ, cũng khó khăn, em cũng biết. Em không muốn lấy tiền nữa, em tự em kiếm bằng tay, em tự em kiếm tiền. Anh Nguyễn, kênh của anh thì hôm trước đã hỗ trợ tổng cộng được nhiều chứ? Cũng ít ỏi thôi, cũng tính ra cũng 5-6 triệu. 5-6 triệu hả? Thì bé Trang nữa là nghỉ ngơi hôm đi bán số lại. Thôi, bây giờ em nghĩ là thôi, em cứ lo chăm sóc cho bé đi. Anh nghĩ là clip này sẽ được mọi người chia sẻ nhiều và có thể hỗ trợ em có tốt hơn. Ôi sao có khóc nữa rồi? Tại vì đó giờ không ai đối xử với em tốt hết trơn. Giờ tự nhiên có người đối xử với em nó mới vui. Thiếu thốn, tình cảm khá là nhiều về cái gia đình thứ nhất thứ hai nữa. Chiều ba cũng gặp tên Sở Khanh vậy đó. Một là tình thương gia đình không có, phải lao động từ nhỏ rồi. Hai á là tưởng đâu có một cái tình yêu đích thực rồi thì lại vướng vào một cái tên gọi là cái tên Sở Khanh, đúng không anh? Bế tắc của cuộc sống. Dạ hồi đó em có tiền lắm, hồi đó đi làm cũng dành dụm, cũng có tiền rồi, có điện thoại, có chiếc xe. Rồi sau khi quen nó tới giờ xe em mất rồi, điện thoại cặp lấy tiền nó xài chưa. Ôi trời ơi. Trước làm công ty ha. Dạ làm ty dành dụm cũng mua được cái điện thoại, mua được chiếc xe, rồi ở với nó, rồi nó lấy xe em cầm, rồi lấy điện thoại cũng cầm đứt hết trơn. Nó ăn tiền bám gái, ai cũng có tiền nó sáp vô ăn hết tiền đá hết ta đi. Trời ơi. Vậy em nghĩ tới cái lúc mà nó quýnh thì em hận lắm. Mẹ em mỗi lần nó điện lên á, nó quýnh em xong mẹ em điện hỏi, đừng coi hỏi thăm em á. Mẹ em nói kêu quay cho mẹ coi con ơi, cái còi bà thấy bị quýnh bầm dập gì, bà khóc bà la làng quá, nó xanh này từ nhỏ lớn giờ tao giống giống tao chưa quýnh mày nữa mà mày để nó quýnh mày cỡ đó. Ông trời, mẹ nó quýnh em biết giờ em ám ảnh, giờ nhút nhát lắm, làm cái gì cũng sợ cái ám ảnh. Sợ sợ. Dạ. Thậm chí là em không muốn đi thêm một bước nữa. Dạ. Mỗi lần đi chợ, nó kêu em đi, mỗi lần đi chợ, nó đi đâu chúng nó. Em làm gì sai là nó đứng đi chửi chợ, nó chửi sụm hết trơn, ai cũng nhìn hết chứ. Trời khổ. Thật ra thì cái gặp cái hoàn cảnh của Trang thương lắm cô bác quý anh chị. Nghe Trang tâm sự mà mình không có cầm được nước mắt luôn. Một người thậm chí là ngay cả Bùi Hồ là không có đi một mình đó, nó cũng ngán lắm. Nó chỉ là nơi xứ người với lại một người con như vậy mà đầu đường xó chợ. Gửi tiền của Mạnh Thường Quân thì chi phí sai còn nhiều không Trang? Dạ cũng còn, cũng còn, em cũng ít có ăn lắm, em hà tiện không có mua gì ăn, em cơ còn không có hết. Còn được mấy triệu? Dạ còn 5 triệu mấy. 5 triệu mấy hả? Dạ. Em để tiền trong mình có tiện không? Không ấy em nhiều nữa tạo một cái số tài khoản nào đó em gửi vô. Dạ em không biết xài cái đó. Em không biết xài hả? Dạ. Nào giờ em chưa có xài đó. Hả? Dạ. Em ở đây thì em đi có giấy căn cước đồ đầy đủ hết không? Dạ có một miếng giấy căn cước, không có còn không có giấy tờ nào khác nữa hết. Có tờ giấy căn cước thôi. Dạ. Bữa nào đi anh có thể anh với Nguyễn rồi hướng dẫn em á, tạo một cái số tài khoản cho em. Ừ. Sẽ gửi vô trực tiếp cho em rồi anh sẽ hướng dẫn em cái cách rút luôn được không? Dạ. Ừ. Nhưng mà bé em bé là phải không đi hả? Dạ em đi đâu cũng bồng con em theo, có bỏ con.
đâu có được bỏ con nhà, đâu có được đâu. Dạ. Bé khóc à. Tối bé có thường khóc đêm không? Dạ có, nhiều khi mấy bữa trước không có quạt á, rồi cái nó khóc nó la sùm không chịu ngủ. Rồi từ khi quá đúng không? Dạ. Rồi từ khi anh Nguyễn mua cho được cái quạt á, mấy bữa nay ngủ im lắm nhà, nó không có khóc. À, nó đập quá, bé nó đập quá chịu không nổi. Ôi trời. Đây nè, thì hôm nay á anh được anh Nguyễn anh coi kênh của anh Nguyễn á, Nguyễn Giang. Thì anh biết được cái hoàn cảnh của mình là cái thứ nhất, cái thứ hai là anh đồng cảm với cái sự khó khăn của em. Thì trước mắt anh qua đây có việc thì anh ghé thăm em luôn. Anh đang mặc bệnh thường quân là anh Trương Ngô ở Mỹ. Ừ. Gửi cho em 100 USD à, tương ứng với 2.400.000 đồng để em xoay sở. Và sau này nếu như mà có số tài khoản á thì Mạnh Thường Quân có gửi nó sẽ có thể gửi qua anh sẽ chuyển trực tiếp cho em, hoặc là anh gặp em như thế nào đó. Tại vì đôi khi ở trọ em giữ nhiều tiền quá trong mình không tốt. Dạ. Và hai mặt anh chưa ngô á, ở gửi lại cho lâu em tiến lại cho anh thấy đi. Em bốn tờ. Em bốn tờ. 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dạ con cảm ơn bên anh ở bên Mỹ. Cảm ơn nhiều giúp đỡ cho em số tiền này, được em xoay sở được nuôi con em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thôi bây giờ cũng là coi như là anh mong rằng á là từ nay về sau á thì cuộc sống của em á nó sẽ qua cái sóng gió để trở đến cái bình yên, và anh sẽ cố gắng đồng hành cùng em. Anh với anh Nguyễn cố gắng đồng hành của em để mà hỗ trợ cho em có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ. Cố gắng yên tâm mà mọi người sẽ luôn đồng hành cùng em ha. Dạ. Rồi chúc em và con luôn khỏe mạnh, và có gì cứ điện thoại cho anh Nguyễn. Dạ. Rồi một lần nữa thì về Buôn Hồ xin chân thành cô bác của chị cảm ơn cô bác của chị đã xem video đến thời điểm này. Do lý do là Trang á là một cái người con gái nên Buôn Hồ không thể nào công bố cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ của em. Nếu như có gì cô bác quý chị có thể thông qua Bùi Hồ là anh Nguyễn Giang. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ạ. Mm-hmm.